Theo thông tin mới nhất từ tờ CNN Indonesia, vé xem trận đấu giữa đội tuyển Indonesia vs đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận 3 vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á trên sân Bung Karno đã được bán hết. Thông báo bán hết vé được đưa ra trước hơn một ngày khi màn so tài giữa hai đội diễn ra. Sân Bung Karno có sức chứa gần 80.000 ghế ngồi nên việc ban tổ chức bán hết vé sẽ là áp lực lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang có 3 điểm sau 2 lượt trận, đứng thứ nhì bảng F hơn đội tuyển Indonesia 2 điểm. Với lợi thế về mặt điểm số, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động trong cách nhập cuộc trận đấu, chờ đội tuyển Indonesia mắc sai lầm và tung đòn trừng phạt. Theo thông báo từ AFC, để bảo dưỡng mặt cỏ phục vụ cho trận đấu ngày 21 tháng 3, cả hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đều không được tập trên mặt sân này. Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia vs đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 20:30 ngày 21 tháng 3